Hello mọi người, hello tất cả các bạn. Hôm nay lại là một cái hành trình đi nâng cấp âm thanh. Thì ở đây là công ty hôm nay nhận một cái đơn hàng tại Trà Vinh. Thì ở đây nhà của khách rồi nha các bạn. Thì vì sao mà nâng cấp? Đây, mời mọi người đi vào đây xem nè. Cái quá trình nâng cấp đi. Camera vào đây. Đây là một cặp phun đôi. Đây là phun đôi 40 nha các bạn. Thì hiện tại bên mình sẽ lấy bắt nè. Đó. Lấy bắt và lấy lại chép thôi. Còn mọi thứ bỏ hết. Đây là cái phần này cũng ngon lắm này, phần quán phun canh. Bỏ đi. Cái này thì nặng lắm. Này thì hơi cổ rồi. Anh bỏ hết, mình chỉ lấy hai cặp bắt và một cặp chép. Cặp chép 750 của thời cổ thì mình sẽ sang qua và nâng cấp lên hai cặp loa phun đơn. Bây giờ đây là Úc đúng không? Dạ đúng. Vì sao mà mình nâng cấp về? Cái dàn mình trước năm sau là mình phải nâng cấp. Dạ nó ca nó không được hay với nó hú quá trời hú. Là hú rất nhiều. Dạ hú rất nhiều. Có nghĩa là bây giờ mình cách là nhờ công ty xuống cái phục lại đúng không? Dạ. Rồi. Như vậy thì cái lý do các bạn biết rồi là hú quá nhiều, không thể nào đi làm show được. Nó có nhiều cái lý do. Cái thứ nhất là về cái lo, vấn đề lo này. Thì cái lo đo này ngày xưa phân tầng á, thì nó không chuẩn lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là một cặp lo đôi mà nó chỉ có một cặp chép 4 cái bát. Thì vì sao cái tiếng ca ta hay? Tiếng ca nó hay là nó nhờ ở cái chép đó. Mà cái chép, ví dụ như giờ cái chép nó cân đối với cái bát thì cái tiếng ca chúng ta nó sẽ bay ra và nó sát. Đó. Thì ở đây là nó cấm này. Đây vẫn là giữ như cái bàn mỹ sơn đúng không? Đây là bàn mỹ sơn Việt Nam nha các bạn. Thì cái này mình chỉ lấy để dùng tiếng nhạc thôi ha. Chứ cái này thì eco thì biết rồi, mỹ sơn Việt Nam thì eco nó không có hay đâu, nên không thể sử dụng được. Và cái này là cũng của bên mình nè, thì khách mua cũng đã nhiều lần góp lại, cho nên bây giờ nó thành một bộ như vậy. ATA8 Miro 680F. Đó, bây giờ mình sẽ nâng cấp con vang số X10 của BV Series chính hãng. Con vang này mình bán rất là nhiều. Thì con này mình sẽ dùng cách full, cách sub và dùng tiếng mic. Đó, thì echo thì vào trên cái con này. Và dùng con đại 4 kênh của SB Series Rebel. Đó, SB 1400. Để mà 4 kênh, đánh cho 4 chiếc lo kia thì Vivo nha. Dòng men này nó 800W trên 1 kênh nha. Là chạy thoải mái. Có thể là nó đánh 4 chiếc như vậy nữa đó, nhưng mà hiện tại thì dùng 4 chiếc thôi, nó kéo, cho nên khách chỉ xài tới mức độ này thôi ha. Và con dưới là con Red Audio SA20, là cái con này là men nhập để dùng hai kênh đánh sub nha các bạn. Rồi, bên ngoài kia là một cặp lo sub 50 họ tiễn, cũng của bên mình, nhưng mà khách mua trước rồi. Hôm nay là nâng cấp lên vỏ thùng này và mình thay hai cặp phân tầng. Bây giờ mình sẽ set up và điều chỉnh lại. Mời các bạn xem thử cái chất âm nó như thế nào nha. Có cái ý kiến gì thì các bạn cứ comment bên dưới cái video, công ty sẽ trả lời đáp ứng cho các bạn. Rồi giờ xin mời các bạn nha. Oh,
Ở lại nơi đây càng thêm khổ hơn.
Test nhạc, test ca, thử lại. Mà bây giờ mình xin giới thiệu là cái mixer này nó bị rột rạc cho nên mình không sử dụng. Bỏ đi, chỉ có sử dụng cái van số, lấy tiếng nhạc, tiếng mix, tất cả đều trên van số hết rồi nha các bạn. Thì bây giờ sau khi thì gia chủ cũng đã hát thử và nghe thử, thử nghiệm rất là nhiều. Thì đây mình sẽ hỏi vài ý của chú Út, là cháu Út. Thì sau khi lúc đầu con bảo là cái nhà mình hát rất là hú, không thể nào hát được, đúng không? Thì sau khi là nâng cấp, thay đổi từ phun đơ lên lại phun đơ và lắp thiên không van số, đúng không? Thì sau khi hát thì cho quý vị khán giả biết là nó như thế nào, hát như thế nào. Nó hay lúc trước với nó không có hú nữa. Rồi... có nghĩa là nó đã cải thiện. Dạ, nó đã cải thiện rất nhiều. Có nghĩa là nói chung là nhiều hơn lúc trước luôn á. Như vậy thì cũng đã cải thiện. Có nghĩa là cái lý do là cái thứ nhất là nó về cái vấn đề cái bàn mixer Việt Nam nha các bạn. Thì mixer bàn này thì không bao giờ cho âm nó hay được. Mình lấy tiếng nhạc lên nó rất là xé tiếng nhạc nè. Đó, mà nếu mình lấy đường mình đi cái phần echo này thì cũng không được, không hay. Vì thế cho nên là vì sao là nó hát không được, nó dở đi và nó rất là hú, là lý do cái nhất là thiết bị nó không đồng bộ đó, và cái thứ hai là điều chỉnh nó không đúng, cho nên là cái dàn mình nó sẽ hú và nó sẽ làm cho âm nó dở đi. Như vậy thì còn suy nghĩ gì nữa không? Là dạ, ổn chưa? Cái này là ổn rồi, quá im rồi. Im rồi đúng không? Rồi. Rồi ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Không, bây giờ em phỏng vấn chị vài câu này. Chị vừa rồi là cao cũng vài câu giọng cổ này ở miền Tây. Thì đây là mẹ của cháu Út. Thì cũng đã, hồi trước cũng đã hát thử qua cái dàn cũ rồi đúng không chị? Dạ. Thì bây giờ cái bộ mới sau khi mình nâng cấp thì chị hát thì chị thấy nó như thế nào? nó nhẹ hơn mà tiếng nó thấm tốt hơn. Có nghĩa là nó thanh rõ hơn, hát cảm giác nhẹ hơn, dễ hát, nó không còn hú như hồi xưa nữa. Rồi, lần nữa em cảm ơn chị nha. Dạ, chúc gia đình chị nhiều sức khỏe, chúc cháu nhiều xô mau lấy vợ. Dạ. Như vậy thì mình mạn phép sẽ kết thúc cái video tại đây. Nếu mà các bạn, mọi người mà cần tư vấn mà về nâng cấp á, các cái thiết bị cũ á, để mà đổi thiết bị mới hoặc là nâng cấp dàn, lắp đặt dàn, thì các bạn gọi trực tiếp qua số 3 cái số điện thoại mà mình có đăng ở bên góc trái của màn hình. Rồi, lần nữa chúc mọi người và các bạn nhiều sức khỏe trong cuộc sống, tràn đầy hạnh phúc. Rồi, hẹn các bạn những cái video lần sau. Xin chào. Rồi, ok.